Ngày 13 tháng 8, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải làm trưởng đoàn cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi, trao tặng 300 triệu đồng cùng quà hỗ trợ đến đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Dương Ngọc Hải gửi lời cảm ơn và trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ trong suốt thời gian qua đã trực chiến ở tuyến đầu chăm sóc, điều trị cho người dân mắc COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ cho biết, công suất của bệnh viện là 600 giường, hiện đang điều trị 578 F0, đội ngũ y bác sĩ thường trực tại bệnh viện gần 130 người, trong đó có nhiều y bác sĩ đến từ Trung ương, các tỉnh bạn và bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên tại bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ gửi lời cảm ơn chân thành đến các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, động viên chia sẻ, đồng thời sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của thầy thuốc chăm sóc điều trị người dân để cùng với Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.